Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng đặt tên là Thượng, và tiếng Phong Thượng Đức Tăng Ni và hành giả trong thiền đường lễ chúng. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm Quý Mão, tuần thất thứ bảy của ngày thứ sáu của khóa tu mùa đông tại thiền viện Di Lặc. Như thường lệ thì giờ này là giờ chia sẻ thắc mắc và giải đáp với công phu. Quý vị nào có điều gì thắc mắc, chúng ta nêu ra để cùng chia sẻ. Quý vị thấy mình theo cái quy củ của tổ sư ở Tùng Lâm Thiền Đường, mặc dù chúng ta làm nó chưa có đạt, nhưng mà nó cũng thể hiện cái tinh thần tích cực. Buổi sáng hôm nay chúng ta phổ thỉnh để công tác làm vệ sinh cũng như là làm rau cỏ, làm cỏ để mà trồng rau để phục vụ cho cái đời sống của đại chúng. Thì lẽ ra là mình công phu ở trong thiền đường là mình nhiếp tâm để mà tham cứu hội đầu. Khi chúng ta phóng tham ra làm công tác bên ngoài đồng vụ thì cái công phu này nó cũng phải được như vậy. Nó có, nếu mà nó có ít hơn đi nữa cũng được phần nào. Chứ còn á, chúng ta mà thả lỏng á, theo cái duyên mà tạo tác á, thì nó được một bước rồi nó thêm một bước nữa, chứ nó không chịu được. Bởi vì cái nghiệp của chúng sanh á, là nó tham duyên nhiều lắm. Vì vậy mà chư tổ mới đặt ra, chế tác ra cái quy củ thiền môn để đưa cái hành giả chúng ta vào cái khuôn phép để mà bảo hộ cái nhân cách, cái oai nghi, ế hạnh của một hành giả. Vì vậy mà chúng ta phải nhất cử động đều phải tuân thủ được cái quy củ nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Vì ở đây mình chưa có thể áp dụng bắt buộc một cách triệt để, nhưng mà mỗi hành giả phải tự tôn trọng cái quy củ để mà chỉnh sửa, trang nghiêm cái nhân cách đạo hạnh của một con người, nhất là hành giả chúng ta đang ở thiền đường. Khi chúng ta ra làm công tác ở bên ngoài thì cũng giống như mình đi chợ vậy đấy. Nếu mà chúng ta đi vô chợ mà phan duyên theo cái dòng xoáy của cái trần lao thì nó cũng mất hẳn công phu. Rồi chạy theo cái tốt xấu thị phi mà không có kiểm soát được cái công phu và cái tâm hạnh của chính mình. Cho nên á, chư tổ muốn đưa ra cái quy củ này để nhằm mục đích là cho hành giả chúng ta ở thiền đường nó có giữ gìn để mà bảo hộ cái nhân cách đó. Cái quy củ này là nó trợ giúp cho chúng ta được cái công phu luôn luôn là nó tinh tiến. Có cái công phu mà tinh tiến đó thì cái nghi tình nó mới phát khởi. Mà nghi tình phát khởi là cái nhân này mình gieo trồng bồi đắp, cái nhân này mà nó được kéo dài đó thì nó đưa chúng ta đến bờ mé của khai ngộ. Điều này chư Phật, chư tổ sư đã thâm nhập và đi sâu trong cái rõ biết cái chuyện cái tập khí tầng lao của chúng sanh. Cho nên các ngài đưa ra những cái gì chúng ta mới thì mình chưa có quen, thì mình chưa có hiểu được hết. Cho nên có những người đồng tình, có những người chưa đồng tình.
Nhưng mà rồi á, nếu mà chúng ta muốn thành tựu được cái đạo quả, không thể nào bỏ qua cái quy củ này. Vì cái quy củ đó là nó thể hiện qua cái nhân cách đời sống hàng ngày của chúng ta, chứ không thể mà nói đợi đi đâu xa mà không tìm kiếm ở nơi nào khác. Nó thể hiện ngay lên bản thân của mình. Tụ thiền đường là cái đạo hạnh, đạo phong cách đó nó cũng ở ngay thiền đường này. Nếu chúng ta thành tựu được thì nó cũng thành tựu ở ngay chỗ đạo hạnh phong cách đó. Vì vậy mà hành giả chúng ta phải tôn trọng cái quy củ và cố gắng để khép mình vào trong cái quay nghi mà đề khởi cái câu khởi đầu, nêu cao cái công hạnh này để rồi chúng ta được thuần thục một cách ở trên nó, quay nghi nó nhuần nhuyễn, thì cái điều đó là cái lợi ích thiết thực cho một hành giả của chúng ta khi trụ ở thiền được, nó được cái lợi ích này. Thì bây giờ này là bây giờ chia sẻ cái thắc mắc, trao đổi với công phu, quý vị nào có điều gì thắc mắc thì cứ nêu ra để chúng ta trao đổi với nhau. Quý vị thấy khi mình đi ra làm việc rồi mình mới thấy được một cái bữa ăn, một cái dĩa rau, tuy rằng nhà bếp người ta luộc nó không ngon đi nữa, nhưng mà mình cũng phải hiểu được rằng cái công khó của nó không phải là nhỏ. Mình ra làm chỉ có nửa giờ đồng hồ thôi, nhưng mà bị mũi cắn, bị kiến cắn, rồi bị gai chích nè, nó ngứa ngáy, nó đổ mồ hôi như thế, cái sự lao nhọc nó cỡ đó mới tạo ra được một dĩa rau luộc hay là một món canh. Cho nên mình thọ dụng tuy rằng nó đạm bạc, nhưng mà cái đạm bạc đó nó cũng không có kém thiếu cái phần lao nhọc. Mình chỉ mới nói chỉ là làm cỏ thôi đó mà nó còn cảm thấy được cái điều khó nhọc như thế. Còn nếu mà chúng ta làm nó đầy đủ hơn nữa thì nó còn nhiều thứ khó nhọc hơn nữa. Khi mình đi ra ngoài chợ mà mình mua một cái lọn rau thôi, mình cũng đâu có hiểu được cái công khó của người trồng như thế nào. Lật qua lật lại rồi chơi tốt chơi dở, ngon dở đủ thứ hết, nhưng mình đâu có thấu hiểu được cái nỗi khó khổ của một người nông dân mà người ta trồng cỏ để dung bồi cho nó có được một lọn rau. Khi đem ra chợ rồi thì mình thấy nó đơn giản như vậy, mà từ chợ bỏ cái đồng tiền mua đem về để nấu thì mình dọn ra bàn thì mình thấy nó cũng quá đơn giản, thiếu muối, thiếu đường, thiếu dầu, nước tương gì đó mà làm cho dĩa rau không được ngon. Nếu mà chúng ta đem cái tâm là để phân biệt khen chê như thế, nó đánh mất đi cái công phu mà mình không có thấu hiểu được cái nỗi khó khổ của người làm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn phải tri ân. Mình tri ân những cái người làm mà trợ giúp cho chúng ta thành tựu cái cuộc sống này, đủ thứ hết. Giờ nếu mà nói ra thì nó không cùng, vì gọi là cái ân thí chủ, nói chung là thí chủ đàn na là như thế. Cái thí chủ đàn na người ta tạo cho mình, giúp đỡ cho mình một cái cuộc sống. Ví dụ như giờ mình từ ở nhà quê đi lên thành, một đoạn đường mà nó bằng phẳng, mình thấy nó đơn giản, không có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng mà cái qua cái sự lau nhọt nắng sương dầm mưa dãi nắng của một người công lộ, người ta làm rất giả biết chừng nào, chưa nói đến cái chi phí tốn hao. Vì thế mà một bước đi trên đường mình cũng phải có thầm tri ân của một người làm nên con lộ. Rồi mình ngồi trên một chiếc xe, mình cũng có khi mình chơi xe chạy chậm hay là chạy nhanh, nhưng mà mình cũng đâu có thấu hiểu được cái sự tư duy nghiên cứu của một nhà quát học. Từ một đứa bé mà đi học mà nghiên cứu làm nên một chiếc xe ô tô cho chúng ta đi ngồi trên đó trong một vài giờ đồng hồ thôi, chúng ta cũng có chọn lựa xe tốt xe dở, nhưng mà mình đâu có hiểu được cái khó khăn này. Cho nên á, mà mình trong cuộc sống này mình ở trong thiền đường tu hành, mình không biết gì cái việc xã hội bên ngoài, nhưng mà thật sự ra trong cái cuộc sống này chúng ta phải luôn luôn tri ân họ. Tri ân họ để chi vậy? Mình biết ơn họ để mà mình thọ dụng một bữa cơm đơn giản thôi, nhưng mà nó rất nhiều cái công sức đóng góp trong một bữa ăn này. Thì trong một bữa ăn mà suy ra thì nó còn như thế, thì trong cái cuộc sống này quý vị thấy mình đi trong cái thiền đường này, đi mình than mỏi, than đau chân hay lạnh gì đó đủ thứ, nhưng mà cái công khó của một người tạo nên cái thiền đường này đâu phải là dễ đâu. Nó trải qua bao nhiêu công sức gian nan dữ lắm mới có thành tựu được một cái mặt bằng mà để cho chúng ta ngồi và đi hương trong hàng ngày ở đây. Đó. Cho nên á, thì là mình sống thì mình phải biết mình và cũng biết những cái người trợ duyên cho mình để mà thành tựu được một cái cuộc sống như thế. Mà giờ chúng ta sống ở đây vì nương cái sự trợ duyên giúp đỡ đó mà chúng ta mới yên tâm tu học. Thì cái việc tu hành chúng ta không có cái việc gì khác hơn là như hòa thượng cũng thường nói, chúng ta vào thiền đường chỉ có cái nhất cứu. Nhất cứu là chỉ một câu khởi đầu mà để trực nhận ra cái bản tâm của chính mình. Cái bản tâm của chính mình mà nếu mà chúng ta trực nhận ra được thì làm chủ, thì nó mới rõ ràng như vậy, thì mình mới làm chủ được chính mình, thì không còn bị cái lôi cuốn của cái sanh tử trần lao nữa. Thì như vậy quý vị thấy chúng ta vào thiền đường chỉ vì cái việc lớn là sanh tử, mà muốn giúp được vượt qua được cái lớn sanh tử này là phải phá vỡ cái khối nghi của một câu khởi đầu. Nếu chúng ta không vượt qua nổi thì cũng phải chấp nhận ở lại trong cái bóng tối của trần lao để rồi chìm đắm trong khổ đau sanh tử, không cách nào khác. Như vậy chỉ có mục đích ở thiền đường này, chúng ta lại nêu cao cái công hạnh là tham cứu thọ đầu. Mục tiêu chúng ta là thực nhận ra cái bản tâm thanh tịnh sẵn có đầy đủ của chính mình, nó ngang bằng với chư Phật mười phương, không có kém. Đó là lời văn tự mà mình đọc lại của Phật tổ, nhưng mà chúng ta không thể đọc hoài được, mà chúng ta là người phải trực nhận ra thực tế của chính mình, đó là của mình thì mình phải nhận ra cho bằng được. Còn mình nhận ra chưa được thì nói của mình, mà tại sao mình không nhận ra? Mình có cái tâm thanh tịnh sáng suốt đầy đủ năng lực thành công dụng dụng như thế mà mình phải chịu trôi lăn trong cái sanh tử tầm luôn này, thì quý vị thấy nó có hoa uổng không? Cho nên chúng ta phải cố gắng
nỗ lực công phu cho nó được cần thiết chỗ này. Thì giờ này cái là cái giờ chia sẻ thắc mắc, quý vị nào có điều gì cứ nêu ra để chúng ta cùng chia sẻ. Thỉnh hòa thượng chia sẻ với hành giả một vài để sách tấm cái công phu của buổi sáng hôm nay. Còn không mời thích nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất là quen và thường có tình cảm chúng con rất tâm lý và thường thường đại chúng theo thường lễ mỗi ngày là sáng chiều là bây giờ để giải đáp thất mắc về cái pháp môn Thanh Tổ Sư Thiền cũng như về cái cách thực hành của pháp môn của mỗi ngày. Vậy coi như hành giả trong thiền đường còn vị nào còn có những thắc mắc về pháp môn hay về cách thực hành cũng nêu lên để cùng chia sẻ, thì tôi cũng hiểu được đến đâu thì chia sẻ đến đó. Thì mục đích chia sẻ là để giúp ích cho hành giả tăng trưởng cái tự tin, cái pháp môn cũng như cái tin về cái bản tâm của chính mình đã sẵn có. Vì vậy cho nên nó tăng trưởng cái thực hành, đó là ba cái gì mà hành giả đều rất cần thiết. Cho nên chúng tôi cũng là nằm trong cái ban tổ chức khóa tu mùa đông này, có cái trách nhiệm và chia sẻ cho hành giả ở trong cái khóa tu này được đầy đủ cái tự tin mà phát cái bản tâm thiết tha để mà hành trì trong cái khóa tu này trong mùa đông này. Do cái nhân duyên đó mà có khi có những hành giả đã coi như đã gieo trồng cái công phu tu tập cũng như cái niềm tin với pháp môn này chẳng phải trong một lần hai lần, mà cũng đã trải qua rất nhiều các vị tiền bối sư tổ đời trước. Cho nên ngày hôm nay dẫu rằng là mới vào thiền đường đi nữa, nhưng mà kinh nhân đã gieo trồng sâu dày các đời sư tổ trước đã có, cho nên hôm nay gặp được đầy đủ cái thánh duyên thì cái gì về đây dẫu rằng là tuy là cái gì mới vào đi nữa, nhưng mà có khi cái công phu của quý vị sẽ đạt đến cái kết quả trước cái người đạo tham nữa. Bởi vì cái nhân duyên gieo trồng cái pháp này của mỗi người tuy là mới trong hiện tại, nhưng mà trong quá khứ đã
chiều tầm rất sâu dày. Do đó hôm nay đã gặp lại cái cơ duyên thì quý vị phát khởi được đầy đủ cái tinh thần, chẳng phải nói là phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp nữa, mà cái nhiều đời nhiều kiếp đã qua rồi, thì cũng trong cái cơ hội trong mùa đông này, thiền pháp này, do đó mà được khai ngộ. Vì vậy cho nên trong thiền pháp cao thượng lục ngày Lai Quả cũng có nói ngày trước có nhiều vị mới vào chừng 6 ngày đã khai ngộ, chính ngày Lai Quả lục phù thượng tọa nó có 6 ngày đã được khai ngộ, rồi quốc sư Trung Phong được 2 tuần đã được khai ngộ. Do vậy cho nên cái thiền pháp là để tạo cho cái cơ duyên, cái thắng duyên cho hành giả, và những vị nào đã gieo trồng sâu dày thì hôm nay nhờ cái thắng duyên này mà được khai ngộ. Còn những vị nào chưa được gieo trồng sâu dày thì cũng nhân cái thiền pháp này mà kết duyên vui pháp, đã tạo được cái chánh nhân cho sau này. Thì vậy cho nên cái khóa tu mùa đông thiền pháp là mang lại cái lợi ích thiết thực rất lớn cho hành giả, cho được quý chúng mười phương tụ hội về. Do đó mà gọi là cái thắng duyên rất lớn, chư Phật lịch đại tổ sư mười phương đều hay biết, mà Bồ Tát và Lam đều phát tâm hộ trì. Do vậy là quý vị nên biết hôm nay chúng ta được ngồi ở đây để tham cứu là cũng chẳng phải mới đắc đạo, mà cũng đã nói về nhiều kiếp trước thì không thể là để qua cái lời nói thôi. Còn hiện tại ở đây thì cũng nhiều hành giả đã có sức từ thời Hòa Thượng Thiền Sư Di Lực ra hoằng cái pháp này. Cho đến nay như vậy thì cũng đã 30-40 năm tham tu. Thì như vậy cũng đã từng trải qua, và mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ là để cho cái sự chiêm nghiệm trên cái vấn đề tu tập này mỗi lúc mỗi thời. Thì hôm nay ở trong pháp hội này cũng đều có chuẩn bị đó, đó là nói lên có cái tinh thần đại chúng đồng tu tương trợ, là những người đi trước để dìu dắt người đi sau, để làm cho cái niềm tin là vững mạnh trên cái sự tu tập cái pháp môn này. Thì cái pháp môn này đã thất truyền từ lâu, cho nên bây giờ khơi dậy thì người ta thấy rất là mới mẻ, và cái sự tin tưởng sâu dày thì rất là còn kém cỏi. Vì vậy bản thân tôi cũng như gia đình tôi cũng là có người đi tu, nhưng cho đến nay tôi chưa hề đủ cái nhân duyên nói cái pháp này với trong thân bản quyến thuộc. Quý vị biết tại sao vậy? Bởi vì phải đủ cái nhân duyên, có cái niềm tin mới nói ra được. Không có nhân duyên, không đủ cái niềm tin thì không thể nói ra được. Bởi vì cả gia đình là theo một cái truyền thống xưa nay dựa trên hai cái thời tụng niệm nghi lễ nghi, và cái cuối cùng là niệm Phật để được vãng sanh, để gieo trồng những cái pháp đó theo một cái thông lệ truyền thống từ những đời trước đã làm. Cho nên bây giờ tôi tuy là có nhân duyên cùng quyến thuộc, nhưng cái pháp này tôi cũng chưa từng nói ra được. Mà tránh những tôi nói với họ không được,
mà họ còn muốn tôi phải làm theo họ, phải nghe theo nữa. Cho nên những khi tôi cũng rất là ưu tư, bởi vì một cái pháp rất là tối thượng để tu, nhưng mà cả một cái quyến thuộc rất là đông, nhưng mà lại cái quyến thuộc đó còn muốn tôi phải làm theo họ. Cái nỗi mà cái ngày giỗ ngày quải mà cũng phải kêu tôi phải trở về tham dự, mà nếu không về tham dự thì họ mắng tôi, họ nói mày ở đâu ra, mày ở đâu ra mà mày giờ mày đi tu, mà nói ông bà mày chẳng nói đó. Cho nên nó tôi cũng rất ưu tư nè, chẳng những mà đó là cái thông bằng với thuộc bà con nội ngoại, mà kể cả sư huynh tôi đó, ông cũng không khác gì hết. Cái gì đó, sư huynh tôi cũng không khác gì, mà sư huynh tôi là cũng là cái người đi tu trước tôi rất lâu xa. Cho nên ở đây tôi cũng tạm là vì có cái duyên, tôi cũng chia sẻ với quý vị vậy. Còn nếu không có duyên là thua, kể cả thông bằng tứ thuộc cũng không có được. Mà nếu mà không có duyên mà đem cái pháp này mà nói á, thì vô tình, nghĩa là không làm được phát khởi cái tín tâm, mà khởi lên cái tâm hủy bán tín nhẫn. Mà nếu khởi được cái tín tâm thì gieo được cái nhân để thành Phật, mà không khởi được cái tín tâm mà khởi lên tâm hủy bán tín nhẫn, đoạn mất cái sinh nhân để thành Phật. Cho nên nếu mà ra hoàn cái pháp môn tổ sư thiền này mà nó không cái cơ cái thời mà đem ra nói, thì cái này hồi xưa hòa thượng thường dùng câu là thiện nhân chiêu ác quả, đem cái nhân tốt lành để gieo gắt với chúng sanh, để cho chúng sanh được cái lợi ích lớn, nhưng mà lại chúng sanh không hiểu biết thì trở thành là cái ác quả. Là thế nào? Là gì á, nó khởi lên những không phải tín tâm mà khởi lên quỷ bán tức nhân thật thì ác quả. Vì vậy cho nên hôm nay trong thiền đường mà được bao nhiêu vị về đây để tham dự suốt coi như 7 tuần qua thì cũng đã thấy được cái khó khăn dường nào mà những vị đi trước mới gặp. Cho nên khi mà tổ sư đã biết rõ, khi mà đã truyền pháp lại cho cái người kế thừa rồi, mà cái người kế thừa đó cũng là cái người đã yên tâm, nhưng cũng còn lo, cho nên phải thêm một cái câu dặn dò là khéo giữ gì, đừng để đoạn mất. Cái câu này là ở trong cái 33 diệu tổ thường có nhắc đến khéo giữ gìn. Mà quý vị biết cái khéo như thế nào để giữ gìn cái pháp này mà được lưu truyền? Để pháp này còn được truyền đạt lưu truyền thì còn người tu, thì còn người giác ngộ kiến tánh. Tại sao mới còn cái người giác ngộ kiến tánh dữ vậy? Quý vị biết sao không? Tại vì á, khi mà Đức Phật mà ngộ ra đó, nhận ra đó, thì tất cả chúng sanh đã đầy đủ sẵn sàng, mà chẳng hề biết, chẳng hề biết. Cho nên còn có cái người kiến tánh đó là vì cái người đó cũng nhận ra như Phật để mà chỉ bày cho họ. Bởi vì cái cánh này đó nó không phải là do mình tu luyện nó thành,
Bởi vì nếu mà do tôi luyện thành á thì có người họ mới không đủ khả năng, cho nên họ không chấp nhận. Do đó cho nên cần có cái người kiến tánh để dẫn chứng cho là cái đó nó đã sẵn sàng ngay thực tại chứ không phải đâu xa. Do vậy cho nên là đời nào cũng còn có cái người kiến tánh là để chứng tỏ cho mỗi mỗi đều sẽ thực tại, ai cũng có thể thành tựu. Thì tôi tạm dùng hai cái thí dụ, một cái là có thể chấp và một cái không có thể chấp. Cái thể chấp giống như nước biển, là như nước biển là cái có thể chấp. Bao nhiêu sông ngòi đều trở về với biển, biển cả. Nhưng mà bao nhiêu sông ngòi thì lại là nước ngọt, mà trở về với biển thì cái ngọt nó ở đâu? Cái ngọt đó rồi á, nó trở về với cái biển rồi thì cái nước nào là của sông ngòi nào? Hay nó vô đó đồng một thể và một vị mặn? Đây là cái có thể chấp chúng ta chỉ ra được. Còn cái thứ hai là cái hư không sẵn sàng. Vậy thì nếu mỗi thân chúng ta chấp lấy cái thân này là cái sanh diệt, vì chẳng chịu buông bỏ, dẫu rằng có chết đi nhưng cái tâm chấp đó chưa liền, cho nên trở lại làm thân khác để chịu lấy sanh tử. Vậy thì phải xa không? Nếu buông cái thân này thì gì nó trở về đâu? Thì phải rõ trong ba cái kêu là quá thân, pháp thân và báo thân và pháp thân, là mình đã đầy đủ ba cái này. Rõ được ba cái này thì từ cái quá thân trở về báo thân, pháp thân, vì từ pháp thân trở lại báo thân, quá thân, thì thành tựu được như vậy thì lúc đó mới là cái dụng của tự tánh hiện tiền, thì nói đến cái sanh tử mới được do. Cho nên sắp Phật sắp nhập niết bàn có cảnh báo rằng ta từ sơ thiền đến nhị thiền đến diệt tổng định, rồi từ diệt tổng định ta trở lại sơ thiền nhị thiền, ba lần ra vào. Thì tất cả mọi thứ đó nó không phải là ở trong cái ảo giác tưởng tượng như là hoa đốm ở trên không kết thành cảnh giới, mà nó sẵn sàng thực tại. Vậy thì ta làm thiền hôm nay là như thế.